Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Gia Dụng HTG. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng một chiếc máy xay cà phê đang rất là hot ở trên thị trường với các chức năng vô cùng đặc biệt, đó là xay cà phê, pha cà phê espresso và với các chức năng đánh sữa tạo bọt rất là tiện lợi và được mọi người chào đón rất là nhiều. Đó chính là phiên bản CF07. Nào, chúng ta cùng đi vào chi tiết thôi nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ tiến hành lắp lưỡi xay cho cối xay của máy. Với thao tác đơn giản, đặt lưỡi xay vào khớp, sau đó xoay một góc 90 độ cùng chiều kim đồng hồ. Gạt quai cầm lưỡi xay vào vị trí gọn gàng. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành lắp phần cối đựng hạt cà phê vào phần cối xay của máy. Để cố định phần cối xay, xoay núm lưỡi xay vào góc 90 độ để khóa khớp lại. Sau đó để nắp cối xay chắc chắn, đảm bảo tránh rò rỉ khí ra bên ngoài. Tiếp đến là chúng ta sẽ tiến hành điều chỉnh cấp độ xay cho cối xay cà phê của máy. Thì các bạn lưu ý ở phía bên phải của bánh răng là chữ coarse, tức là cấp độ xay thô hơn. Thì khi chúng ta đẩy bánh răng về phía coarse thì cối xay sẽ xay cà phê, hạt sẽ to hơn. Và ngược lại, ở phía bên trái sẽ có chữ fine, tức là cấp độ xay sẽ mịn hơn. Thì khi chúng ta đẩy bánh răng về phía fine, về phía bên tay trái thì cối xay sẽ xay cà phê với cấp độ mịn hơn. Thì bánh răng sẽ có 15 cấp độ xay, từ mịn cho đến thô, tương ứng là từ 0 tới 15. Để pha chế ly cà phê espresso thì chúng ta cần bột xay cà phê tương đối mịn. Vì thế, thông thường mình sẽ đẩy hết bánh răng về mức 0, tức là về mức fine ấy, đẩy hết cỡ. Sau đó mình sẽ nâng lên một nấc để nó ở mức số 1 là vừa phải đối với cái loại cà phê medium roast, tức là rang trung bình. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành nạp nước cho máy. Thì có hai cách để nạp nước cho máy với máy CF07. Chúng ta có thể tháo rời bình nước, sau đó mang đi nạp nước, hoặc chúng ta có thể nạp trực tiếp vào bình. Thông thường thì mình sẽ sử dụng cách thứ hai hơn vì nó rất là tiện. Ngoài ra thì dung tích của bình nước tương đối lớn là 2 lít, tương đối cao so với các máy cùng phân khúc trên thị trường. Và trung bình thì một tuần mình thường nạp nước cho máy một lần. Và bước tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu bật nguồn máy lên bằng cách bấm nút power phía bên tay trái ngoài cùng trên phía mặt máy. Thì khi sáng đèn, nút power sẽ báo hiệu màu đỏ và máy sẽ bắt đầu quá trình làm nóng, và các phím bấm còn lại sẽ nhấp nháy màu xanh ra trời. Thì khi quá trình làm nóng xong mất tầm khoảng 40 giây thì các phím bấm sẽ bắt đầu sáng đèn màu xanh luôn, là đã báo hiệu hoàn tất quá trình làm nóng của máy. Và lúc này chúng ta sẽ bắt đầu quá trình pha cà phê cho máy. Mở nắp cối xay để cho cà phê hạt rang vào trong cối. Có một lưu ý nhỏ là khi mà chúng ta cho cà phê hạt vào trong cối xay máy thì chúng ta chỉ cần cho một lượng vừa đủ trong việc sử dụng từ 1 tới 2 ngày để bảo đảm cho chất lượng của hạt cà phê khi xay ra được trọn vẹn. Và khi pha chế espresso thì một ly cà phê chuẩn chỉ Italy. Rồi sau đó chúng ta nên đóng nắp cối xay cẩn thận để cối xay được kín khí, bảo quản cà phê không bị trọn vẹn. Tiếp theo là mình sẽ nói thêm về tay pha của máy. Thì CF07 được trang bị hai tay pha, với tay pha bottomless hay là tay pha không đáy và một tay pha điều áp dành cho người mới bắt đầu, tức là dành cho những ai mới lần đầu hoặc là kinh nghiệm trong pha chế cà phê espresso pha máy. Thì chúng ta nên sử dụng tay pha có điều áp này để pha chế cho nó được chuẩn chỉ và cách pha cũng rất là đơn giản hơn. Còn đối với tay pha bottomless, tay pha không đáy, chúng ta sẽ có thể kiểm soát mức độ espresso đậm nhạt một cách linh hoạt hơn và chuyên nghiệp hơn, dành cho những ai yêu thích sự hoàn thiện, sự hoàn mỹ trong pha chế espresso. Tiếp đến thì mình sẽ điểm qua các công dụng của các phím bấm trên bề mặt của máy. Thì đầu tiên là phím green. Đây chính là phím có chức năng xay nghiền bột cà phê cho máy. Thì phím này khi chúng ta bấm một lần thì nó sẽ bắt đầu xay tự động và tự ngắt sau 15 giây. Còn nếu như chúng ta muốn định lượng mức xay cà phê thì chúng ta có thể nhấn giữ phím green tới khi nào mà chúng ta đạt đủ lượng cà phê mong muốn thì chúng ta sẽ thả ra. Thì máy sẽ, từ lần sau trở đi, nó sẽ ghi nhớ được cái thời gian mà chúng ta sẽ nhấn giữ trước đấy và nó xay đúng cái thời gian mà chúng ta đã nhấn giữ. Rất là tiện lợi phải không các bạn? Và phím tiếp theo chính là phím cốc đơn, hay người ta gọi là single shot đó. Thì ban đầu mặc định khi chúng ta nhận máy thì nhà hãng sẽ cung cấp cho chúng ta ở mức nước là 30ml trên một shot espresso. Với phím bấm này chúng ta cũng có thể định lượng mức nước pha theo nhu cầu của chúng ta, cho nên là nếu như các bạn muốn thiết lập một cái chế độ
theo ý muốn của mình thì chúng ta nhấn giữ phím cốc đơn này, và từ khi thả ra thì từ lần sau trở đi máy sẽ chạy đúng thời gian và đúng lượng nước mà chúng ta mong muốn như ban đầu khi chúng ta thả ra. Tương tự như vậy đối với phím cốc đôi hay còn gọi là double shot, thì ban đầu mặc định của nó là 60ml nước. Sau khi mà chúng ta muốn định lượng cũng như tương tự như vậy, chúng ta chỉ cần nhấn giữ phím cốc đôi này thì máy sẽ chạy theo đúng thời gian chúng ta lập trình. Thì tiếp theo là phím hot water, tức là phím lấy nước nóng các bạn. Thì chúng ta bấm phím này thì chúng ta sẽ lấy nước nóng từ vòi đựng sữa ra. Còn đối với chức năng phím cuối cùng là phím steam, tức là phím đánh hơi sữa, thì khi chúng ta bấm phím steam này thì đèn màu xanh nhấp nháy, nó sẽ báo hiệu là quá trình làm nóng nồi hơi bên trong. Sau khi mà đèn màu xanh sáng ổn định thì chúng ta sẽ bắt đầu có thể đánh sữa được rồi. Nhiệt độ đánh sữa nó chỉ khoảng 130-140 độ C, rất là mạnh. Sẽ bấm nút steam một lần nữa và để ngừng quá trình đánh sữa. Ok, chúng ta cũng đã hiểu qua về các chức năng của các phím bấm. Tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu quá trình xay cà phê cho máy. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ đặt vòng đệm xay vào trong tay cầm. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu xay cà phê cho máy. Thì đối với máy C07, ngoài chức năng phím bấm green, thì chúng ta có thể đẩy nhẹ về phía trước cho tay cầm. Thì máy cũng có thể xay được luôn và xay theo đúng thời gian mà nó lập trình ban đầu là 15 giây, hoặc chúng ta định lượng nút xay ngay từ ban đầu. Thì sau khi xay xong, chúng ta sẽ bắt đầu nén cà phê. Thì để nén cà phê, chúng ta đặt phần tay cầm xuống mặt phẳng để giảm đều cà phê trước. Sau đó dùng temper nén với một lực vừa phải, không quá mạnh nha các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ catalog xoay đều temper để giảm đều bề mặt cà phê của tay cầm. Đừng quên lau sạch cà phê vãi ra trên viền tay cầm để tránh làm bẩn đầu họng pha của máy khi pha. Ok, vậy là mình đã làm xong quá trình lấy cà phê cho tay cầm khi pha cà phê máy. Tiếp đến là chúng ta sẽ đặt tay cầm vào trong họng pha của máy sao cho vào khớp, sau đó xoay ngay một góc 45 độ về góc 90 độ để khóa khớp máy. Đặt cốc pha cà phê lên trên khay drip để bắt đầu quá trình pha cà phê espresso. Chọn chế độ pha theo ý muốn. Thông thường thì mình sẽ chọn chế độ double shot hay chế độ cốc đôi đó các bạn. Thì máy sẽ bắt đầu pha. Lúc này các bạn để ý phần kim đồng hồ quay, nó chạy vào chỗ ngừng lại ở chỗ double espresso range, tức là vùng sáng và cà phê pha ra đã chuẩn rồi các bạn. Thì lúc này chúng ta có thể nhìn thấy dòng chảy cà phê cũng như là crema từ từ, và lượng crema rất là dày. Cà phê pha ra sẽ sánh và mịn. Cùng với đó là chế độ tự ngắt. Chúng ta đã có thể bắt đầu thưởng thức ly cà phê espresso rồi. Và một điều lưu ý khi pha xong thì chúng ta nên tháo tay cầm và bấm nút cốc đôi một lần nữa để nước chảy ra từ họng pha làm sạch vệ sinh đầu pha ngay tức thì, và đổ bã tay phần từ phần tay cầm đi để sử dụng được lâu dài nhất bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng chiếc máy pha cà phê C07 này rồi. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ lại gia dụng HTG nhé các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chúc các bạn có những thưởng thức những ly cà phê espresso cùng với C07 thật tuyệt vời nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.